Mùa mưa bão năm nay, các địa phương đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai phù hợp với thực tiễn, qua đó góp phần giảm nhẹ rủi ro, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Nếu như những năm trước, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn nằm trong những địa phương thường xuyên bị ngập úng cục bộ trên địa bàn thành phố, thì năm nay phường đã không còn tình trạng này nữa. Ngay sau các đợt mưa lớn, Ủy ban Nhân dân phường cũng đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định cuộc sống. Đối với một số cái dự án mà hiện nay đang thi công lễ dễ, chưa khớm nối thì có xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ. Rồi Ủy ban Nhân dân phường cũng đã kịp thời xử lý, khơi thông ống rãnh, cống rãnh và một số cái phương án để cho hệ thống thoát nước đảm bảo để không cái ngập cục bộ cho người dân. Đối với các địa phương ven biển như phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Ủy ban Nhân dân phường đã chủ động tổ chức tập huấn cho các lực lượng cơ sở ngay từ sớm nhằm nâng cao khả năng ứng phó phòng ngừa thiên tai, chuẩn bị các điểm sơ tán tập trung đảm bảo an toàn, phục vụ phương án di dân trong mọi tình huống. Đối với địa bàn Nại Hiên Đông thì dân số thì đông, địa bàn rộng và nằm giáp với các bề là giáp sông, giáp biển và là nơi đầu tiên ảnh hưởng tới thiên tai hàng năm. Thế thì thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà thì năm nay phường tổ chức diễn tập với nội dung là sơ tán nhân dân và nhà chống nhà cửa. Mục đích lần này là để nâng cao cái kỹ năng cũng như là nhận thức của người dân trong cái công tác phòng chống thiên tai. Trong buổi kiểm tra mới đây tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá rất cao công tác phòng chống thiên tai của thành phố, đặc biệt là việc triển khai linh hoạt các phương án phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương. Cố gắng làm thế nào để thiệt hại ít nhất cái tài sản của mình thôi, và cố gắng không thiệt hại về người. Nhưng mà còn lại cái việc mà xáo trộn cuộc sống, xáo trộn sinh hoạt, rồi xáo trộn kể cả công việc, và có những cái thiệt hại mà chúng ta không thể đong đo đếm được, ví dụ như là không đi làm được, rồi là những cái cuộc sống nó bị đảo lộn thì không thể đong đo đếm được, thì chúng ta phải có một cái giải pháp căn cơ lâu dài hơn để phòng chống ngập lụt ở các khu đô thị, đặc biệt là các khu đô thị ven biển như Đà Nẵng này. Biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp với nhiều loại hình thiên tai cực đoan, dị thường. Vì vậy, ứng phó phòng ngừa thiên tai không còn gói gọn trong những kịch bản sẵn có, mà đòi hỏi sự linh hoạt chủ động của các địa phương, lực lượng chức năng trong những tình huống bất ngờ. Có như vậy mới hoàn thành được mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.